đơn giản là đỉnh cao của phức tạp. Và cái người nào càng giàu thì người ta làm mọi thứ càng đơn giản, làm veo cái xong. Những cái người làm mọi thứ rất phức tạp đều là những người thế nào cả nhà? Kém, kém. Mọi người rất quan trọng về cái mặt là khi đi kinh doanh này hay làm cái gì cũng thế. Mọi người rất thích nghe là bí quyết, học chiến lược, học cái này, học cái kia. Có phải vậy không cả nhà? Rất thích những thứ đó. Mà mọi người thường không bao giờ nạp được cái này vào đầu và làm được theo nó. Tức là chúng ta chỉ thích quần áo thôi. Chúng ta thích bóng bẩy thôi. Chứ chúng ta không thực sự là hoàn thiện ở bên trong. Học chiến lược này, chiến lược kia. Nhưng mà tưởng tượng là bạn đi kinh doanh đi. Khách hàng đến mà nội bộ bên trong của mình nhìn uể oải quá. Khách hàng có muốn làm không? Muốn làm không cả nhà? Rồi là khách hàng đến, đội ngũ của mình nói chuyện tục, chửi bới nhau loạn lên. Khách hàng có muốn quay lại không? Không. Nó giống như việc ấy, chúng ta có khách thì là chúng ta có chiến lược kinh doanh, có bí quyết kinh doanh. Nhưng cái tư duy của mình không có, dẫn đến ở bên trong cũng sợ lắm, lo lắm, không làm được đâu. Hiểu cái điều này không cả nhà? Mà cái bên trong nó mới quan trọng. Bạn không cần phải biết cái gì nó khủng khiếp về marketing. Một khách thôi, chỉ cần một khách thôi. Nhưng bạn thật là tốt, bạn thật là người tích cực. Cái người khách đó rất thích được nói chuyện với bạn, rất thích được làm việc với bạn. Thì liệu rằng lần sau người ta có nhu cầu mua hàng, người ta có đến với bạn không? Người ta có bạn bè muốn mua hàng, có giới thiệu cho bạn không? Có chứ, đúng không? Và cứ 1 x 2, 2 x 4, 4 x 6, 6 x 8. Đấy là chuyện rất bình thường. Mọi người biết cái điều đấy, nhưng lại không làm cái điều đấy. Bởi vì mình nghĩ là phải có chiến lược này, phải có chiến lược kia kinh khủng mới được. Chứ làm đơn giản này làm sao được? Phải vậy không cả nhà? Ai cũng nghĩ thế. Thế cho nên được rằng là mọi người đều không có được. Cứ chạy theo mấy thứ phức tạp, làm đã chẳng nổi rồi. Không bao giờ ra kết quả được. Cái đơn giản nhất, nha các bạn, cái đơn giản nhất là đỉnh cao của sự phức tạp. Đơn giản nhất là đỉnh cao của phức tạp. Quần áo có nhiều màu, nhiều mè, đến cuối cùng cũng chỉ là màu trắng và màu đen là đẹp nhất. Đúng không? Mọi thời đại hai màu đấy đều là chiếm thượng phong. Phải vậy không cả nhà? Quần áo có nhiều kiểu đến mấy đi chăng nữa thì cũng chỉ có hai cái màu đấy thôi. Trắng và đen. Đơn giản là đỉnh cao của phức tạp. Và cái người nào càng giàu thì người ta làm mọi thứ càng đơn giản, làm veo cái xong. Những cái người làm mọi thứ rất phức tạp đều là những người thế nào cả nhà? Đều là những người nào? Kém, kém. Các bạn cứ để ý mà xem, những người kém ấy, trong tất cả mọi thứ đều là những người làm mọi việc phức tạp. Nhân viên chỉ đơn giản là đi làm, nhưng làm thật tốt thôi là sẽ có thu nhập cao. Nhưng nó phức tạp bằng cái việc là gì? Nó phải đòi thu nhập cao rồi nó mới đi làm. Có phải vậy không? Vậy đằng nào thu nhập nó chả cao, tại sao mình không làm tốt mà lại đòi trước? Rồi nó chỉ đơn giản bằng cái việc là một tháng nó đi làm 26 ngày là đủ tháng chưa cả nhà? Thì có đứa nó phức tạp bằng cái việc là một tháng em được nghỉ bao nhiêu ngày? Có nghỉ chủ nhật không? Và 26 ngày em muốn nghỉ thêm có được nữa không? Thế nghỉ thêm thì đi làm xong nghỉ thêm có sao đâu. Thân quen thì chị cho mình nghỉ cả tuần cũng được. Có phải vậy không cả nhà? Việc gì phải phức tạp, phải đàm phán trước. Nói chung là kể cả chúng ta đi kinh doanh ở đây cũng thế. Chúng ta phức tạp hóa vấn đề. Đơn giản hóa. Làm mọi thứ một cách thế nào cả nhà? Đơn giản, đơn giản. Mọi người bảo phải chạy quảng cáo. Thời điểm kinh doanh này phải chạy quảng cáo mới kiếm được nhiều tiền. Nghe chưa? Nghe chưa cả nhà? Bạn có biết về chạy quảng cáo không? Rất nhiều người giàu lên từ chạy quảng cáo đấy. Thế tôi chưa chạy quảng cáo bao giờ cả. Tôi vẫn kiếm được nhiều tiền cả nhà.
Tôi dạy cho rất nhiều người về kinh doanh không cần chạy quảng cáo mà vẫn kiếm được rất nhiều tiền. Chạy quảng cáo nó chỉ là một công cụ trong rất nhiều cách, tức là một cách trong rất nhiều cách để kiếm được khách hàng đến với cơ sở kinh doanh của mình. Nhiều người bắt buộc phải chạy quảng cáo, bắt buộc phải chạy quảng cáo. Phức tạp hóa vấn đề, trong khi quảng cáo là thứ rất phức tạp, cực kỳ phức tạp các bạn. Mình bảo có nhiều cách khác mà tại sao mà cứ phải bám lấy những thứ như vậy? Và vì các bạn thích phức tạp hóa, thì cho nên là mọi người khó thành công. Phải vậy không cả nhà? Làm mọi thứ rất rườm rà. Cái đầu chưa làm đã nghĩ này, nghĩ kia rồi. Chưa làm đã nghĩ này, nghĩ kia. Không biết mình làm được không? Đấy là phức tạp hóa vấn đề. Kinh doanh rất đơn giản. Chỉ là cầm sản phẩm và đi bán hàng. Có phải là như vậy không cả nhà? Chỉ là cầm sản phẩm và... Thế nào? Cầm sản phẩm và... Trả lời cả nhà. Cầm sản phẩm và... Đi bán. Bán cho nhiều người thì mình có... Bán cho nhiều người mình có... Có... Đó là đơn giản. Nhưng mình thì sao cả nhà? Ngại lắm. Ngại lắm. Phải vậy ông, khách từ chối cái khắc chắc là không mua được sản phẩm này đâu. Sau này đi bán sản phẩm khác, khách hàng vẫn từ chối. Thế tôi chả hiểu là bán được cái gì nữa. Chúng ta tự phức tạp hóa mọi thứ. Dẫn đến cái việc là gì? Chúng ta không làm được cái gì. Chúng ta đơn giản, gần như là tẩy cái não các bạn đi, trắng trơn luôn đi. Nếu đi kinh doanh, vẫn đang làm cá nhân thì chỉ đơn giản là cầm hàng đi. Cầm hàng đi, đi bán thế thôi. Gặp người này không mua thì tôi bán cho người bên cạnh không mua thì? Người bên cạnh không mua nữa thì? Người tiếp theo, tôi bảo là những cái bà bán vé số ấy, đôi khi kiếm tiền còn tốt hơn rất nhiều người đi làm kinh doanh, giống như mọi người ở đây. Nhìn thì rất hoành tráng, nhưng kiếm tiền tháng chưa chắc được bằng những người bán vé số. Người bán vé số với người đánh giày ấy. Người đánh giày thì chìa ra cái đôi dép. Đánh giày không anh ơi? Đánh giày không em? Người bán vé số thì chìa ra thế thôi. Gặp ai cũng chìa một ngày. Người ta đi làm rất nhiều thứ mà người ta ra tiền. Mình thì ngồi nhà nghĩ đủ trò mà ăn mặc thì lộng lẫy trang điểm ra gì luôn. Nhưng mà nghĩ này nghĩ kia. Có phải vậy không cả nhà? Nghĩ đủ thứ trên đời. Chả kiếm được đồng tiền nào ấy. Đấy, đi học về thành công, rồi đi học về bí quyết này, bí quyết kia. Học nhiều chưa cả nhà? Học nhiều không giải quyết chuyện gì hết. Nếu cái đầu mình chưa thay đổi được, hãy nhớ điều này nha. Nếu bạn đã là người giỏi, cái tư duy này này, là người giỏi mới có. Mà làm người giỏi dễ lắm, thay đổi một phát là xong. Kiên trì được với cái niềm tin, với tư duy tích cực là xong. Mà sau đấy bạn học được bí quyết này, cách làm nọ, nó giúp cho bạn phát triển cực kỳ nhanh chóng. Còn học mãi những thứ bên ngoài mà cái bên trong mình không ổn thì học nữa, học mãi cũng vứt. Đúng không? Cũng vứt, không giải quyết chuyện gì hết. Thế cho nên được rằng tư duy của mình đơn giản hóa cũng là một dạng tư duy tích cực. Đó, viết xuống, đơn giản hóa mọi việc. Đơn giản hóa mọi việc.